Những phái thiền không phải của đạo Phật. Hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ: tu thiền có nhiều pháp mà ngày xưa chính tôi khi tu cũng rất khổ sở, bởi vì thời của tôi nói tu thiền nhưng người tu ít giản trạch, nên có những phái thiền không phải của đạo Phật mà người ta vẫn đem ra tu. Như vậy tu theo Phật để cầu giác ngộ, để giải thoát sanh tử mà lại tu đường lối khác. Đã tu đường lối khác thì khi nhắm mắt sẽ đi lối khác trái với bản nguyện ban sơ của mình. Vì vậy, quý vị cần phải nhận định kỹ thiền nào của đạo Phật, thiền nào không phải của đạo Phật. Trước tiên, tôi nói thiền không phải của đạo Phật. Một là thiền chuyển luân xa, tức là tưởng từ rốn chạy lên đầu, vòng ra sau lưng, rồi lại về rốn, lên đầu, chạy vòng tròn như vậy, gọi là chuyển luân xa. Chuyển luân xa là pháp tu ở ngoài, không phải của đạo Phật. Hai là thiền xuất hồn. Xuất hồn là mở những khiếu huyệt của mình, phóng tinh thần hay gọi là hồn, bay đi học đạo với những bậc thầy mà mình chưa từng biết, hoặc xuất hồn mong tìm gặp vị minh sư. Khi xuất hồn, không biết minh sư là ai, nên vị nào nói minh sư liền tin, người ta dạy cái gì cũng làm theo, đó là họa lớn vô cùng, lớn ở hai mặt. Mặt thứ nhất là trong khi mở khiếu huyệt để xuất hồn, có người mở không khéo phát điên. Mặt thứ hai là khi mình xuất hồn tìm bậc minh sư, gặp ai xưng minh sư, mình cũng nhận liền, không có cái nhìn giàn trạch ai tránh ai tà. Vì vậy, dễ bị những vị thần linh đánh lừa, xưng là minh sư, nhận mình làm đệ tử, mình liền đi theo. Như vậy đã lạc hướng mà mình không hay. Thiền này của ngoại đạo, không phải của đạo Phật. Ba là thiền thai tức, nghĩa là hít vô tới đan điền, nín lại 10 phút, 5 phút hay 3 phút rồi thở ra. Lâu ngày bụng nó phì ra, gọi đó là thai. Vì giống như phụ nữ có thai, bụng lớn là do hơi thở nên gọi là tức. Vì vậy thiền này được gọi là thiền thai tức. Thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Bốn là thiền luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Nhiều người trẻ tu thấy khổ về bệnh tinh khí quá, nên dùng tường đem tinh lên không cho xuống để luyện thành thần khí. Đó là thiền của những vị tu tiên, chớ không phải thiền của đạo Phật. Thiền này chỉ đưa đến kết quả sung sướng, được bay đi, được thần thông vân vân, chớ không giải thoát. Năm là thiền yoga, còn gọi là du già. Thiền này cũng có nhiều cách. Khi ứng dụng tu, phát tâm từ bi, thương yêu tất cả. Nhưng trọng tâm của thiền này là luyện cho thân thể khỏe mạnh, mục đích trị bệnh nhiều hơn cầu giải thoát. Phật dạy rằng nếu tu mà nghĩ giữ thân này được lâu dài là si định. Tại sao? Hồi tôi còn học tăng, có một cư sĩ tu thiền theo lối tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Lúc đó tôi bị bệnh sốt rét, thấy tôi lên cơn trùm mền, ông cười nói: tu gì bệnh hoạn hoài, tôi tu không có bệnh. Nghe nói tôi cũng ham, liền hỏi ông tu ra sao. Ông nói tu theo pháp luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần này sẽ giúp cho thân thể khỏe mạnh. Mỗi lần ông ngồi thiền đầu cứ lắc lư, trong nhà Phật gọi là si thiền. Tại sao si? Vì thân này dưới con mắt Đức Phật, nó là duyên hợp hư dối, vô thường sanh diệt. Vậy mà muốn giữ cái không thể giữ được thì có phải si không? Quý vị thấy, nói tu tiên sống 200-300 năm, nhưng bây giờ tìm khắp thế gian xem có ông tiên nào không, các ông đi đâu mất,
đi mất hay là chết, cuối cùng rồi cũng chết, đâu có ai sống. Phật dạy mình tu mà nghĩ được sống lâu, được mạnh khỏe là niệm không chân chánh, tâm si mê nên còn luyến ái thân. Cho nên người tu Phật, bệnh thì mặc bệnh, bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe, đừng nghĩ mạnh khỏe tu mới được. Người tu thiền khi bệnh phải làm sao? Chúng ta cứ nghĩ bệnh tu không được, nhưng thật ra người biết tu, bệnh là cơ hội tốt để thấy thân này là vô thường, là tướng bại hoại, là gốc của đau khổ. Thấy như vậy là trí tuệ, vì thấy đúng như thật. Như vậy chúng ta tu bằng trí tuệ, không phải tu bằng thiền định. Ngồi yên là thiền định, còn nằm quán thấy rõ thân mình là trí tuệ. Ngày xưa, Phật có hai vị đệ tử cự phách, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên chuyên về thiền định, Ngài Xá Lợi Phất chuyên về trí tuệ. Chuyên thiền định nên Ngài Mục Kiền Liên thường dùng thần thông, còn Ngài Xá Lợi Phất dùng trí tuệ để hàng phục tất cả ma quân. Vì vậy Ngài Mục Kiền Liên được gọi là thần thông bậc nhất, Ngài Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ bậc nhất. Cả hai đều giải thoát sanh tử, nhưng Ngài Xá Lợi Phất được xem là sư huynh. Quý vị đừng lo bệnh tu không được, chỉ sợ mình mê muội, bệnh cứ nằm rên thì tu không được, còn sáng suốt, quán chiếu thì bệnh là cơ hội tốt để chứng nghiệm sự thật của thân này. Chúng ta mới chán ngán nó, mới mong giải thoát sanh tử. Sở dĩ chúng ta không giải thoát sanh tử được là vì quá quyến luyến thân, nên thân này hoại liền chụp thân khác nữa, cứ vậy mà luân hồi. Khi chúng ta đã thấy thân này tồi tệ, không có giá trị gì, không muốn được nó nữa thì đâu còn tìm thân khác. Đã không còn tìm thân khác thì đâu có thọ sanh. Không có thọ sanh thì giải thoát sanh tử dễ như trở bàn tay. Thiền của Đạo Phật, Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Đến đây tôi nói những lối tu của Đạo Phật. Thiền của Đạo Phật có chia ra các hệ phái thiền nguyên thủy và hệ phái thiền phát triển. Một, La Mã, hệ phái thiền nguyên thủy. Người tu theo thiền nguyên thủy đa số ở các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan. Tu theo thiền nguyên thủy có nhiều pháp, nhưng ở đây tôi chỉ xin kể hai pháp. A. Pháp quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ gồm có quán thân bất tịnh, thân này có nguồn gốc nhớp nhúa bẩn thỉu. Quán thọ thị khổ. Sự cảm thọ hay cảm giác của sáu căn đều là đau khổ, không vui. Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Một nhỏ, quán thân bất tịnh. Chúng ta quán thân bất tịnh từ đầu tới chân, quán chiếu toàn là một đãi da bọc trong đó, nào là da thịt, gân xương, máu mủ, vân vân. Khi những thứ đó còn nằm trong thân này thì dễ coi một chút, nhưng nếu nó ra khỏi thân này thì cái gì cũng gớm hết. Đầu mặt là chỗ quý nhất mà các chất nhờn chảy ra lỗ mũi, lỗ tai, ra miệng, ra con mắt thành ghèn, có gớm không? Nếu nó sạch thơm tho như hoa sen thì chắc không gớm, nhưng vì nó bẩn thỉu nhơ nhớp quá nên chúng ta gớm. Nhiều khi tôi ngồi ngẫm lại mà tức cười. Sở dĩ người ta chế dầu thơm, xà phòng thơm, chẳng qua là biết thân này là lôi thôi quá. 2-3 ngày không tắm, không ai chịu nổi, nên có chút dầu thơm xịt vô cho đỡ, hoặc tắm gội xà bông thơm để lấp bớt mùi hôi. Nếu nó toát ra mùi như hoa sen, thì đâu cần mấy thứ đó, chế chi cho cực, mua chi cho tốn tiền. Tôi nhớ khi xưa Đức Phật ngồi tu dưới cội Bồ Đề, lúc đó Ma Vương hiện hình những thề nữ xinh đẹp đến để khuyến dụ Ngài,
nhất là hiện hình Jaso-đà-la, Jasahara đến gọi ngài trở về. Bấy giờ ngài chỉ nói một câu: cái đáy ra hôi thối đi, ta không có dùng. Nói như vậy rồi các cô ấy hổ thẹn bỏ đi mất. Chúng ta bây giờ chưa thấy được đáy ra hôi thối nên nhiều khi cũng lầm. Nếu thấy được như Phật thì chúng ta không còn lầm nữa. Không lầm thì tu quá dễ rồi. Như vậy quán thân bất tịnh không phải là tưởng tượng thân bất tịnh, mà là thấy thật sự nó bất tịnh. Đạo Phật không dạy tưởng tượng mà bảo chúng ta phải thấy đúng như thật. Đó là cái nhìn của người giác ngộ. Như thân này là nhớp nhúa, thấy đúng nó là nhớp nhúa. Chúng ta bây giờ phần nhiều sống với ảo tưởng nhớp nhúa mà cứ tưởng thơm sạch, rồi tự hào ngã mạn đủ thứ hết. Ngày Đức Phật còn tại thế, dạy các thầy tỳ kheo quán bất tịnh. Các thầy quán thấy thân gớm quá, không chịu nổi, nên một hôm thầy nọ nhờ thầy kia cắt cổ dùm. Cứ như vậy mà trong một tinh xá cắt cổ hết mấy chục thầy. Hôm sau Phật tới thăm, chỉ còn có 2-3 thầy. Phật hỏi: các thầy đâu hết rồi? Có thầy trả lời rằng: Phật dạy quán thân bất tịnh, quý thầy quán thấy gớm quá, chịu không nổi nên nhờ người cắt cổ chết rồi. Phật của: ta dạy các ông quán bất tịnh để trị bệnh tham sắc, chớ không phải quán để tự tử. Vì vậy tu pháp quán bất tịnh thấy chán, gớm là phải dừng, chớ không phải quán bất tịnh hoài. Vì bệnh nặng nhất của con người là bệnh tham ái, nên phải gớm nó mới bỏ được, còn ưa nó thì không tu được. Đó là pháp quán thứ nhất. 2. Quán thọ thị khổ. Thọ là cảm thọ, bây giờ gọi cảm giác. Lỗ mũi người mùi, chúng ta biết đây là thơm, kia là hôi. Lưỡi nếm thức ăn, biết rõ cái này ngon, cái kia dở. Thân xúc chạm, biết nóng, biết lạnh, biết mềm mại, êm ái, vân vân. Lỗ tai nghe tiếng, biết hay, biết không hay. 6 căn tiếp xúc với 6 trần, chúng ta có nhận định, có khổ, vui và không khổ, không vui. 3 thứ đó gọi là lạc thọ, khổ thọ và không khổ, không lạc thọ. Phật nói đều khổ hết. Chúng ta thấy nói như vậy có quá đáng không? Vì nếu chúng ta ăn thứ gì ngon thì lưỡi mình có cảm giác ngon, mà ngon tức là vui nên gọi là lạc thọ. Ăn món dở cảm giác là khổ, đó là khổ thọ. Nhưng mà dù khổ dù vui, nhai qua vài cái nuốt mất tiêu cũng không còn. Những cảm giác khác đều như vậy, qua rồi mất, mà qua rồi mất là vô thường là khổ. Như vậy cảm thọ thuộc về tướng vô thường, ngon dở tốt xấu đều là cảm giác qua rồi mất, không có gì còn, tất cả đều bị vô thường chi phối. Cho nên Phật nói, tất cả thọ đều là khổ, quán chiếu như vậy, khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, chúng ta còn nhiễm ái không? Chắc là không, đó là pháp quán để tu trị bệnh nhiễm 6 trần. 3. Quán tâm vô thường. Tâm chúng ta khi như vậy, khi thế khác, luôn luôn không dừng phút giây nào, cứ nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua. Dù cho người tu cũng có khi nghĩ bậy, đã là tướng vô thường thì không nhất định luôn luôn chuyển biến, nên chúng ta không nên tin. Thường chúng ta có bệnh cho rằng cái gì mình nghĩ cũng là chân lý. Vì vậy mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế kia, mình liền sân giận, có khi cãi vã và đi tới ẩu đả nhau. Chấp cái nghĩ của mình là thật có đúng không? Nếu đúng hết thì thế gian này chắc không có ai nghèo, không có ai khổ hết. Tại sao? Vì nghĩ đúng thì làm ăn được, làm đâu chúng đó. Do nghĩ chật nên đang bỏ vốn làm ăn, việc này tưởng sẽ gặp thời, ai ngờ nó khác đi, bị thua lỗ, thành ra khổ. Những năm tôi ở trên núi, thấy xa có cụm mây đen theo chiều gió thuận thổi đến hướng của mình.
Tôi cứ đinh ninh đám mây đó sẽ mưa, nên dọn đồ đạc bên ngoài vô. Một hồi gió thổi tạt hướng khác, trời không mưa. Như vậy cái nghĩ của mình chưa bao giờ đúng 100%. Vậy nên chúng ta ai cũng cho rằng mình nghĩ đúng. Đó là nhân của sự tranh cãi, hay nói cách khác là nhân của đấu tranh. Trong kinh, Phật có dạy một câu thật chí lý: người biết tôn trọng chân lý là người nghĩ điều gì thì nói, đây là cái nghĩ của tôi, ngang đó dừng. Nếu nói cái nghĩ của tôi đúng thì đã bậy rồi, vì không tôn trọng chân lý, chỉ thêm chữ đúng thì có tranh cãi. Chúng ta có bị bệnh không trọng chân lý không? Có lẽ đa số đều bị bệnh đó, nhất là người lớn chừng nào thì bệnh nặng chừng ấy. Thầy ra lệnh mà, vì thầy thấy như vậy, biết như vậy, nên đệ tử phải làm như vậy. Nhưng thầy cũng chật mất, không đâu vào đâu cả. Nên chúng ta tu phải thấy tường tận lẽ thật, tâm là vô thường, không lâu dài, kiên cố, luôn luôn đổi thay. Như vậy, làm sao tâm thật được, làm sao là chân lý được? Nó không thật, không là chân lý mà chúng ta cho là chân lý, đó là sai lầm. 4. Quán pháp vô ngã. Quán pháp này có hai cách: tâm pháp, suy thức học gọi là tâm sở pháp, tức là tất cả tâm sở như buồn, thương, giận, ghét, vân vân, những thứ đó không có chủ, không thật. Chúng ta sống hiện giờ bị những tâm sở đó làm rối bời. Khi thì thương, khi thì giận, khi thì buồn, khi thì ghét, đổi qua đổi lại làm mình bất an. Khi đã tu, chúng ta phải quán kỹ nó chỉ là tướng không thật, thì chấp ngã của mình mới giảm đi, không còn bị chi phối bởi buồn, thương, giận, ghét nữa. Sắc pháp. Chữ pháp vô ngã này nói rộng hơn cũng gồm luôn tất cả sự vật, như cái bàn, bình hoa, vân vân. Với con mắt phàm tục thì mọi vật đều có thật, nhưng với con mắt của người có trí tuệ thì thấy cái bàn, bình hoa không thật có. Như hoa cúc có nhiều cách, nếu chúng ta gỡ từng cánh ra, mỗi cánh có phải là hoa cúc không? Không phải. Như vậy, cái đẹp là do sự cấu tạo nhiều phần hợp lại, chớ không thật có. Nhưng khi nó thành rồi, với một dáng vẻ nào đó khiến chúng ta thích, chúng ta cho là thật rồi, đâm ra quyến luyến. Các pháp nếu quán kỹ sẽ thấy chúng không tự thành mà do duyên hợp, không thật nên gọi là pháp vô ngã. Ngã là chủ thể, không có gì làm chủ sự vật cả, tất cả đều do duyên hợp, do từng phần cấu tạo thành, không có chủ thể. Quán thân này cũng do duyên hợp, không có chủ thể. Nhờ quán pháp vô ngã, chúng ta không còn chấp thân này là thật, cảnh này là thật. Do đó chúng ta hết mê muội, hết luyến ái. Đó là lối tu thiền tứ niệm xứ. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: nếu người nào chuyên tâm trong tứ niệm xứ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến 7 ngày không rời đổi, thì người đó chứng quả A Na Hàm, cho đến quả A La Hán. Chẳng những 7 ngày mà 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, nếu người chuyên tâm trong tứ niệm xứ không rời đổi cũng chứng từ tam quả trở lên. Rốt lại, Phật nói một ngày mà ai chuyên tâm trong tứ niệm xứ không rời đổi thì người đó cũng chứng được tu đà hoàn trở lên. Như vậy chứng quả thánh đâu có khó, chỉ khó vì chúng ta không chuyên tâm. Chuyên tâm một chỗ trong một ngày thì khỏi các niệm sanh diệt. Niệm sanh diệt không còn thì đi sâu vào tâm thể chân thật của mình rồi, vì vậy dễ chứng được các quả vị. Đó là nói về tứ niệm xứ. B. Minh sát tuệ. Thiền này cũng dùng trí tuệ xem xét rõ ràng tất cả các vật. Có khi các ngài dùng minh sát tuệ để quán tứ đế, có khi các ngài dùng minh sát tuệ để quan sát hơi thở,
hít vô bụng, phình ra, thở ra bụng, xẹp xuống. Hít vô, phình, thở ra, xẹp. Đó là lối quán của thiền minh sát tuệ. Chúng ta thấy tu theo nguyên thủy cũng là tu thiền, hoặc thiền tứ niệm xứ, minh sát tuệ, ngũ đình tâm, vân vân. Đó là phương pháp tu của đạo Phật theo hệ nguyên thủy. Hai La Mã, hệ phái thiền đại thừa. Trong hệ đại thừa này, căn cứ theo các vị thiền sư ở Trung Hoa dạy như lục diệu pháp môn, lúc đầu chúng tôi cũng có học và ứng dụng pháp thiền này. A lớn, lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là gì? Là bao gồm các pháp sổ tức, tùy tức, trì, quán, hoàn, tịnh. Đức Phật khi vào thiền định cũng tu hơi thở, điều này trong các kinh A Hàm có ghi lại. Một nhỏ, sổ tức. Chúng ta sử dụng sổ tức là đếm hơi thở, hít vô cùng, thở ra sạch, đếm một, hít vô cùng, thở ra sạch, đếm hai. Đó là cách đếm hoãn. Còn cách đếm nhặt thì hít vô cùng, đếm một, thở ra sạch, đếm hai. Cứ như vậy đều đặn, hơi vô, hơi ra, đếm từ 1 đến 10 rồi bỏ, đếm lại. Công việc thấy như đứa con nít chơi vậy, nhưng thật là quan trọng vì chúng ta đã quen tâm phóng chạy ra ngoài, bây giờ muốn cột nó lại, làm sao cột, phải mượn hơi thở. Thường người tu thiền là phản quan soi lại cái gì? Soi lại hơi thở, hít vô cho tới cùng, đếm một, thở ra cho tới hết, đếm hai. Biết hơi thở ra vô, biết đếm một hai, nên quên hết các thứ bên ngoài, do đó tâm được yên. Thời gian thuần thục từ nửa giờ cho đến một giờ, đếm không còn lộn, đó là thành công quán sổ tức. Hai nhỏ, tùy tức. Bỏ đếm, chỉ theo dõi hơi thở, hít vô biết, thở ra biết. Trong nhà thiền nói như chú chăn trâu đang theo dõi con trâu của mình vậy, đi tới đâu mình theo dõi tới đó, thở vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, biết một cách rõ ràng, đó là tùy tức. Ba, chỉ. Tùy tức xong rồi phải định, tức là chỉ là dừng lại, trụ tâm hoặc ở mũi, hoặc ở ngực, hoặc ở rốn, tùy theo mỗi người. Như trụ tâm ở mũi, chỉ thấy mũi thôi, không nhớ gì khác, đó là chỉ. Bốn nhỏ, quán. Quán hơi thở này từ đâu mà có? Từ ngoài hít vô, rồi thở ra mất. Thấy như vậy thuần thục cho đến cuối cùng, biết rõ hơi thở không thật, vô thường, nên thân này cũng không thật, cũng vô thường, đó là quán hơi thở. Năm, hoàn. Quán như vậy là chưa cứu kính, liền tới hoàn. Hoàn là xoay trở lại xem cái quán hơi thở ra, vô đó nó ở đâu, tìm lại xem là hoàn. Sáu, tịnh. Đến đây tâm yên lặng, thanh tịnh, không còn quán, không còn xoay gì nữa cả, đó là tịnh, đến tịnh là thành công. Nói thì dễ, chớ làm không phải dễ. Hồi xưa, lúc tôi ở chân không, tôi cũng dùng pháp này. Sổ tức, tùy tức tôi làm được. Tới chỉ, đầu tiên tôi trụ tâm ở chót mũi, trụ một hồi, hai con mắt nó nhức, giật giật. Tôi liền dồn xuống ngực, nghe tức ngực quá, chịu không nổi, tôi liền dồn xuống rốn. Một lúc gục lên, gục xuống, đến khóc mà thôi. Thật ra người tu nào cũng có những cay đắng trong lúc hạ thủ công phu tu, nhưng tùy theo người, theo duyên mà mỗi người gặp những khó khăn khác nhau. Nếu pháp nào hợp, có lợi ích cho sự tu thì chúng ta phải theo. Nếu gặp pháp nào trở ngại thì mình chuyển qua pháp khác. Nên Phật dạy nhiều pháp môn là vì vậy. Do nghiệp chúng sanh sai khác nên pháp tu cũng sai khác. Hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ, trích trong Hoa Vô Ưu, tập 5.